Thưa quý vị, với tỷ lệ biểu quyết 91,06% đồng ý, Quốc hội đã thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc bầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trí. Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chánh án cam kết sẽ cùng toàn ngành phát huy lợi thế, khắc phục những hạn chế để củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân. Tôi sẽ cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng hết sức quan trọng sự đoàn kết thống nhất, có chủ trương gắn xây dựng chỉnh đốn Đảng với xây dựng ngành, phát huy trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, các cấp tòa án, của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhất là lời dạy của Bác đối với mỗi cán bộ tòa án phải thực sự là người phụng công thủ pháp, chí công vô tư. Và quan trọng hơn cả là phải xây dựng, củng cố được lòng tin của đại đa số nhân dân vào nền tư pháp của nước nhà. Cố gắng thực hiện phương châm nói ít nhưng nỗ lực làm nhiều để được dân tin, tăng cường lắng nghe góp ý và chấp hành nghiêm túc sự giám sát của nhân dân, của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội đối với hoạt động của tòa án các cấp. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí mong muốn thời gian tới tiếp tục được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng để ngành tòa án hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.